đã sát hại nhiều người tại Tuti, thì cho đến sáng hôm nay đã một ngày một đêm trôi qua rồi, nhưng mà các chức năng, lực lượng chức năng cảnh sát bao vây cả cái khu rừng ở đây, thì cho đến giờ này đối tượng vẫn chưa xuất hiện. Thì ở đây toàn một khu rừng đầm lầy rộng mênh mông, thì các cảnh sát, các nhiệm vụ chức năng thì cũng có kế hoạch mới là phát tất cả các tờ rơi cho các đầu ngõ hướng đi về phía Tây Ninh, Bình Dương, nói chung là tất cả các hướng, thì đã có cái vụ là phát tờ rơi cho tất cả các người dân đó để phòng biết đối tượng này, truy nã đối tượng này. Hiện giờ á, các cảnh sát cũng đang canh giữ, chưa biết tương tự, chưa có đối thủ, chưa lộ mặt ra được, cho nên những cái thông tin này là mình mới trực tiếp những hình ảnh này là các cơ quan chức năng đã lan truyền hết tất cả những người dân lân cận các đầu ngõ ra, đặc biệt là hướng về cửa khẩu Tây Ninh. Đó là thông tin mới nhất gửi đến bà con.